Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày mùng 4 tháng 11, thông tin từ công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Kiều, sinh năm 1987, phóng viên hợp đồng của báo Dân tộc và Phát triển và Hà Văn Bình, sinh năm 1978, biên tập viên hợp đồng của kênh tin tức 24 giờ pháp luật và đời sống về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, ngày 31 tháng 10, khi thấy một hộ dân đang săn ủi mặt bằng khu đất để xây nhà tại bản Trường Đi, xã Vân Hồ, huyện Mộc Châu, Nguyễn Văn Kiều và Hà Văn Bình đi xe ô tô đến, tự giới thiệu là cán bộ làm việc tại phòng tài nguyên môi trường và hỏi về giấy tờ thủ tục đất của gia đình. Khi chủ nhà trả lời giấy tờ có đủ, thì một trong hai đối tượng đã đưa ra đề nghị chủ nhà đưa chút tiền về làm quà báo cáo lãnh đạo. Sợ bị gây khó khăn, chủ nhà đã đi vay 5 triệu đồng của người dân gần đó để đưa cho Kiều và Bình. Sau khi Kiều và Bình bỏ đi, nghi ngờ những người này không phải là cán bộ phòng tài nguyên môi trường, chủ nhà đã trình báo công an huyện Mộc Châu. Tiếp nhận tố giác, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mộc Châu đã tiến hành điều tra xác minh và bắt giữ hai đối tượng nêu trên vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mộc châu tiếp tục điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật